Lỡ đội hình ba vòng cuộc chung kết lan ngọc thi đấu ở những vòng này lý do trang pháp thành quán quân là đây cư dân mạng cho rằng lan ngọc và trang pháp sẽ có kết quả thi đấu thuận lợi trong vòng chung kết của chị đẹp đạp giáo rẽ sóng sau khi vòng công năm của chị đẹp đạp giáo rẽ sóng kết thúc hai đội ứng cử viên quán quân lần lượt vào chung kết theo đó hai đội gồm em ly em linh lệ quyên hồng nhung henny e phương vi Dập đâm anh diệu nhi và đội trang pháp gồm có trang pháp mỹ linh thu phương uyên linh lan ngọc nguyên hà linh ly sẽ thi thố ở ba vòng thi Luật chơi do chương trình đưa ra hai đội thi đối kháng trong 3 vòng, gồm vòng 3 người đấu 3 người, 5 người 5 người, 7 người đấu 7 người. Sau khi thi đấu kết quả tổng hợp 3 vòng sẽ quyết định số thành viên được đòi bưu trong mỗi bên đội. Bên cạnh đó vì đội trưởng nên em Ly Trang Pháp buộc phải thi đấu trong cả 3 vòng. Trên mạng xã hội khán giả truyền tay nhau thông tin về đội hình ở cả 3 vòng. Thông tin chưa được xác thực cho rằng ở vòng thì 3 người đội Trang Pháp sẽ có các thành viên Trang Pháp Thú Phương Lan Ngọc. Còn ở đội Emily có các thành viên Emily Diệp Nam Anh Phương Vi. Ở vòng đấu 3 thì đội Trang Pháp thắng. Ở vòng đấu 5 người đội Trang Pháp cử các thành viên ra đấu gồm Trang Pháp Uyên Linh, Mỹ Linh, Nguyên Hà, Linh Ly. Đội Emily cử các thành viên ra đấu vòng 5 người. Emily Lệ Quyên, Hồng Nhung, Diệu Nhi, Henny E. Kết quả đội Emily giành chiến thắng. Riêng vòng đấu 7 người tất cả thành viên của hai đội đều ra thi đấu. Từ thông tin được chia sẻ trên mạng này có thể thấy đội trang pháp đội Emily có tỷ số 3 trên 2 khi thi đấu vòng chung kết. Trong đó Lan Ngọc thi đấu 2 vòng thắng cả 2, Trang Pháp thi đấu 3 vòng thắng 2 vòng. Do có màn thể hiện khá xuất sắc nên Trang Pháp nhận được nhiều bình chọn từ phía khán giả. Cũng theo cư dân mạng sau đêm chung kết Trang Pháp thắng khá nhiều giải, trong đó có đáng chú ý nhất giành cả chức quán quân. Ngoài ra cô còn chiến thắng ở hạng mục trình diễn và hạng mục trưởng nhóm thành đoàn.